Sau một thời gian dài chuẩn bị, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình săn vé dự Olympic Paris 2024 bằng các trận đấu ở vòng loại thứ hai. Đối thủ đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 là đội tuyển nữ Uzbekistan, đội chủ nhà của bảng C. Ngoài đội tuyển nữ Uzbekistan thì hai đối thủ còn lại của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là Ấn Độ và Nhật Bản. Đánh giá khách quan, đây là bảng đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tranh tấm vé đi tiếp. Bởi lẽ, vòng loại thứ hai có 12 đội, được chia làm 3 bảng 4 đội. 3 đội nhất và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại thứ ba. Ở vòng loại cuối cùng, ban tổ chức chia cặp đấu loại trực tiếp qua 2 lượt. 2 đội thắng giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Ở bảng C của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển nữ Nhật Bản có trình độ vượt trội hoàn toàn. Do đó, thật khó để các đại diện còn lại tranh được tấm vé nhất bảng. Có lẽ, mục tiêu khả dĩ nhất lại hướng tới việc đi tiếp theo suất nhì bảng. Để có thể giành được vé theo suất nhì bảng, đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải giành được kết quả thuận lợi trước đội tuyển Uzbekistan và đội tuyển nữ Ấn Độ. Sau đó, chúng ta cố gắng thi đấu tốt trước đội tuyển nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng. Đội tuyển nữ Uzbekistan hiện đang đứng thứ 50 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 34. Cho dù thầy trò ông Mai Đức Chung được đánh giá cao hơn, nhưng thời gian qua, bóng đá nữ Uzbekistan đã tiến bộ nhanh, cộng với lợi thế sân nhà, đội bóng này hoàn toàn có thể gây rắc rối cho đại diện Đông Nam Á. Thi đấu trận ra quân trên sân khách, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ trẻ và kết hợp với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể giành chiến thắng nếu chơi đúng sức trước đội tuyển nữ Uzbekistan.